Xin chào quý vị khán giả, rất vui mừng chúng ta gặp nhau trong video tiếp theo. Và trong video này xin giới thiệu quý vị một cái trường hợp quý vị nên tránh khi định đi mua nhà, mua đất. Đấy. Đó là trường hợp gì? Thì các bạn cũng biết là rất nhiều trường hợp mà chúng ta không nên mua nhà đất. Đó là trường hợp như là nhà đất vào trong quy hoạch, đúng không ạ? Đấy, vào trong quy hoạch thì là chúng ta có thể kiểm tra quy hoạch. Quy hoạch có thể là mở đường hoặc là quy hoạch làm những cái đất hỗn hợp hoặc là đất dự án gì đó, đúng không ạ? Thì những trường hợp quy hoạch là quý vị có thể tra trên các cái app mà quy hoạch nhé. Đấy, rồi là thứ hai là đất mà tranh chấp, đúng không ạ? Đất và tranh chấp thì không nên, đấy, không nên là mua. Ví dụ tranh chấp là có thể là hàng xóm láng giềng tranh chấp nhau, rồi là anh em người tranh chấp nhau và người ta có cái đơn thư, cái đơn người ta gửi ra phường ấy, thì cái đấy quý vị có thể kiểm tra bằng cách là ra địa chính phường quý vị hỏi cái trường hợp như thế. Rồi tiếp theo thì có những trường hợp khác như là những ngôi nhà mà ôm cột điện, đúng không ạ, hay những ngôi nhà như đường đâm đấy, thì quý vị cũng không nên mua. Rồi là một số trường hợp khác cũng có thể là quý vị sẽ kiêng, như là những nơi mà gần nghĩa trang, rồi là gần nhà tang lễ, đúng không ạ, hay là gần những cái điểm mà quý vị không thích thì quý vị có thể tránh. Thì đó là do cái phong thủy. Như một trường hợp hôm nay là trường hợp thực tế các bạn nhé, là không nên mua. Thì tôi xin giới thiệu với quý vị, đó là trường hợp mà tức là khi mà ngôi nhà mình mua sẽ là gần đường đâm. Xin lỗi các bạn, ngôi nhà quý vị định mua sẽ bị đường sẽ bị thấp hơn so với lại cái đường chính nhá. Đấy, thấy không? Đấy nhá. Đường này thấp hơn. Đấy, ví dụ như mảnh đất là sẽ đường thấp hơn nhé. Thì trường hợp chúng ta biết là Hà Nội sẽ rất là hay mưa, đúng không? Đấy, rất nhiều cơn bão đi qua Việt Nam nói chung, những Hà Nội riêng đấy. Thấy không? Đường này thấp hơn khoảng 3-40 mét như này, 3-40 phân, 4-50 phân như này, vẫn thấy không? Thì khi chắc chắn là khi mà mưa vào nó sẽ bị ngập lụt như này các bạn nhé. Đấy. Đấy, sẽ ngập lụt như này và nước tràn vào nhà thì các bạn thấy là rất là không tốt rồi. Đấy, thì đấy là cái trường hợp mà hôm nay xin chia sẻ với quý vị, chắc chắn là sẽ có ích cho quý vị mua nhà. Như nhiều khi quý vị không để ý đâu, khi mua xong mình để ý, ngôi nhà này mình bị đường thấp rồi, đến lúc mùa hè mưa lũ nó nhiều, đúng không ạ, mình quý vị thấy là mình chết giờ mình mua như thế rồi. Đấy, thì một trong trường hợp mà xin chia sẻ với tất cả quý vị để quý vị có thể nắm được nhé. Rồi, xin chào tạm biệt quý vị, đừng quên đăng ký kênh để chờ đón video tiếp theo.